và mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, thành ngữ ba que sỏ lá được dùng để chỉ tất cả những hạng người lừa lọc, bịp bợ, điểu cán. Cờ ba sọc vàng biểu tượng của các chế độ tay sai từ quốc gia Việt Nam do Pháp dựng lên đến Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ lập ra, người ta gọi là cờ ba que, là theo nghĩa đó. Đã 50 năm nay, cái cờ ba que này đã bị vứt vào sọt rác lịch sử và đã biến thành một miếng dẻ không hơn không kém xin đừng nhắc đến rồi bày trò cổ suý tung hô cái vết nhơ đó nữa. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đừng cổ suý tung hô cái vết nhơ của lịch sử nhé, Dương Quốc Chính, bài viết của Đinh Huy Khang. Chính phủ bù nhìn tay hay chính quyền bù nhìn hoặc các tên gọi khác như chính quyền con rối, chính quyền tay sai, ngụy quyền là một dạng chính quyền do thế lực nước ngoài dùng vũ lực để lập ra và điều khiển chứ không phải do người nước đó lập ra nhìn chung khi xảy ra chiến tranh các lực lượng bên ngoài đều cố gắng thiết lập những chính quyền bù nhìn bản xứ nhằm tạo điều kiện thuận lợi khai thác lực lượng bản xứ theo mục đích của mình xoa dịu sự chống đối của người bản xứ cũng như tránh những tranh cãi hoặc sự lên án của dư luận chính quốc một chính quyền bù nhìn có vẻ ngoài độc lập giống như một quốc gia thông thường cũng có quốc kỳ quốc ca hiến pháp pháp luật sự tự trị nhưng thực tế bên trong bộ máy của nó bị chi phối bởi quyền lực từ một quốc gia bên ngoài. Thuật ngữ này là một phép ẩn dụ so sánh chính phủ kiểu này giống như một con rối nó không thể tự hoạt động mà phải chịu sự giật dây điều khiển bởi kẻ múa rối bên ngoài. Thời chiến tranh thế giới thứ hai, vương quốc Bungary, nhà nước độc lập Croatia, vương quốc Hungary, vương quốc Romania, Pháp của chính quyền Vichy dưới quyền điều khiển của Đức Quốc xã. Mãn Châu Quốc, Mông Cương, quốc gia Miến Điện đệ nghị Cộng hòa Philippines dưới quyền điều khiển của đế quốc Nhật Bản. Đế quốc Việt Nam độc lập do Bảo Đại tuyên bố thành lập đêm 9 tháng 3 1945 để cộng tác với đế quốc Nhật Bản thực chất cũng là dưới quyền điều khiển của đế quốc Nhật Bản. Còn những cái gọi là quốc gia Việt Nam đệ nhất rồi đề nhị Việt Nam Cộng Hòa do ai điều khiển thì chắc mọi người đều đã biết. Ấy thế mà cho đến tận lúc này vẫn có những kẻ tìm cách lật sử, bẻ sử để chiêu tuyết cho những cái thê ma chính trị đáng bị nguyền rủa và đã bị ném vào thùng rác của lịch sử. Trong một bài viết trên mạng xã hội có tên Sự hình thành chính thể Việt Nam, nguồn gốc cái gọi là Ba Que, đối tượng Dương Quốc Chính cho rằng trong thời gian qua, các dư luận viên bò đỏ rất hay dùng tới khái niệm Ba Que để ám chỉ những cái ai đó có quan điểm lộn bề khác với quan điểm chính thống của đảng và nguồn gốc nguyên thủy thì không phải thế. Lá cờ vàng ba sọc đỏ vốn chính thức được sử dụng lần đầu tiên với chính thể quốc gia Việt Nam là chính quyền song hành với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố chủ quyền cả nước từ 1949 đến 1955 và là tiền thân của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Để chiêu tuyết cho cái thây ma chính trị đáng bị nguyền rủa này, Dương Quốc Chính còn lập luận, nếu không hiểu và công nhận quốc gia Việt Nam thì tuyên bố của ông Hữu đã tuyên bố chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước quốc tế tại hội nghị San Francisco năm 1951 coi như vô giá trị với chính người Việt và chính phủ Việt Nam hiện tại thì nó làm gì còn giá trị trước Trung Quốc và quốc tế. Trước hết, cần nói về nguồn gốc của ba que để thấy tại sao Dương Quốc Chính lại tìm cách biện minh cho nó. Theo học giả An Chi, trong thời Pháp thuộc có một bọn người chuyên tổ chức những trò chơi có thưởng trò chơi của bọn họ gồm một cái que và ba chiếc lá mỗi lá có đính một chiếc vòng nhỏ có cuốn người chơi cầm cái que nhỏ xỏ vào ba vòng này mỗi người chỉ được xỏ một lần người nào xỏ vào được một lúc cả ba lá và nhấc được chúng lên thì được lĩnh thưởng ai xỏ trật tức xỏ không vào lá nào hoặc chỉ vào một trong ba lá sẽ mất số tiền đặt cược cũng liên quan tới trò chơi này có người kể lại cách thức chơi của bọn chủ trò có khác chút ít chúng thường dùng ba que nhỏ trong đó chỉ có một que xỏ vào chiếc lá rồi chìa cho mọi người xem chúng tuyên bố rằng nếu ai rút chúng que có chiếc lá khi chúng nắm tay lại thì người đó trúng thưởng ngược lại người chơi sẽ mất số tiền đặt cược trước dù chơi theo cách thức nào đi nữa thì bọn chủ trò vẫn có nhiều mưu mẹo khiến cho người chơi bao giờ cũng thua cuộc vì thế người ta mới gọi bọn chủ trò là bọn ba que sỏ lá với hàm ý là bọn bịp bợp lừa đảo dối trá từ cách thức chơi thứ nhất nhiều người cho rằng hình thức ban đầu của ba que sỏ lá là sỏ lá ba que sở dĩ có sự thay đổi này là do việc đọc dịch cho thuận miệng dễ đọc dễ nhớ thành ngữ ba que sỏ lá dần dần được mở rộng phạm vi sử dụng nó được dùng để chỉ tất cả những hạng người lừa lọc, bịp bợm, đẻo cán. Nếu muốn dùng từ ngữ một cách thực sự chính xác, ta phải nói rằng cờ của bù nhìn Bảo Đại cũng như của chế độ Sài Gòn sau 1954 là cờ ba sọc. Sọc là gì? Từ điển tiếng Việt năm 2007 của Trung tâm Từ điển học do Hoàng Phê chủ biên giảng là vệt màu chạy dọc hoặc ngang trên mặt vải hay trên mặt một số vật. Còn que là gì? cũng quyển tự điển này giảng vật cứng dài và nhỏ có thể cầm được dễ dàng để dùng vào việc gì cứ như trên thì hiển nhiên là ở đây sọc thích hợp hơn que nếu không muốn nói rằng que là một từ dùng có phần khiên cưỡng nhưng đằng sau sự khiên cưỡng này lại chính là ý chí và ý thức của người dân yêu nước khinh bỉ và ghét bỏ cái lá cờ không cần biết do ai thiết kế dessin nhưng chắc chắn chỉ là một mớ vải do thực dân đế quốc sổ ra từ lòng chế độ cai trị của nó mà thôi. Người dân đã quyết gọi nó là cờ ba que thì nó phải chết tên cờ ba que. Như vậy cờ ba que dù nguồn gốc thế nào thì nó cũng là biểu tượng cho sự xấu xa của những cái gọi là quốc gia Việt Nam rồi Việt Nam Cộng Hòa nhé, Dương Quốc Chính. Cần khẳng định rõ ràng rằng bằng cuộc cách mạng tháng 8, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật và chính phủ tay sai Trần Trọng Kim do Nhật lập ra để tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đến ngày 6 tháng 1 1946, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến hành bầu cử trên toàn quốc. Như vậy, từ khi tuyên ngôn độc lập đến khi tiến hành bầu cử toàn quốc trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ có duy nhất nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không hề có bất cứ một sử sách nào ghi rằng chính thể quốc gia Việt Nam là chính quyền song hành với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tuyên bố chủ quyền cả nước. Đây là một sự bịa đặt không thể trắng trợn hơn. Về cái gọi là quốc gia Việt Nam từ 1949 đến 1954, Năm 1945, sau khi Pháp lợi dụng danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật, chúng đã thực hiện ý đồ cướp nước ta lần nữa. Để thực hiện ý đồ này, Pháp đã dựng lên chính phủ bù nhìn quốc gia Việt Nam năm 1949, Bảo Đại làm quốc trưởng, dù năm 1945, Bảo Đại đã tuyên bố trong chiếu thái vị. Trẩm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Đây thực chất là một chiêu bài để hợp thức hóa việc Pháp xâm lược Việt Nam quốc gia Việt Nam có nhiệm vụ hỗ trợ quân Pháp chống lại phong trào kháng chiến chống Pháp của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ đặc điểm lịch sử của giai đoạn này. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhược, nhưng chúng ta càng nhân nhược, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, 1945-1954 được ghi dấu ấn bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva rút quân về nước để Mỹ thay thế dựng lên chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa nhằm biến miền Nam Việt Nam của chúng ta thành thuộc địa kiểu mới chia cắt hai miền Nam Bắc của Việt Nam. Không ai phủ nhận đã từng có một chính thể quốc gia Việt Nam do thực dân Pháp lập nên và tồn tại từ năm 1949 đến 1954. Dù ông Trần Văn Hữu, thủ tướng của các chính thể này tuyên bố tuyên bố chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước quốc tế tại hội nghị San Francisco năm 1951 thì cũng không làm thay đổi bản chất tay sai của cái gọi là quốc gia Việt Nam này đâu Dương Quốc Chính nhé cuối cùng một lần nữa khẳng định rằng thành ngữ ba que sỏ lá được dùng để chỉ tất cả những hạng người lừa lọc, bịp bợp, đẻo cán, cờ ba sọc vàng, biểu tượng của các chế độ tay sai từ quốc gia Việt Nam do Pháp dựng lên đến Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ lập ra, người ta gọi là cờ ba que, theo nghĩa đó. Đã 50 năm nay, cái cờ ba que này đã bị vứt vào sọt rác lịch sử và đã biến thành một biến rẻ lau không hơn không kém. Xin đừng nhắc đến rồi bày trò cổ suý tung hô cái vết nhơ đó nữa dương quốc chính